càng cố gắng càng may mắn. Hạnh phúc không phụ thuộc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên chia sẻ, vỗ về. Cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất, và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Con người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt gặp người tương ứng với mình. Đứng trước một vấn đề, người thành công sẽ nói: việc này tuy khó nhưng có thể làm được. Người thất bại lại bảo: chuyện này có thể làm được nhưng quá khó. Bạn có cách nghĩ thế nào sẽ hình thành lối sống như vậy, có hành động thế nào sẽ có kết quả như thế đó. Đôi khi sự khác biệt chỉ một chút thôi, nhưng kết quả đưa đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác, vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối chỉ khiến người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua người khác nắm, nhà mình tạo người khác ở, tiền của mình làm ra người khác chi dùng. Vậy một đời điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người phải đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp, ai bận lòng địa vị hèn sang, ai thắc mắc danh tiếng ít nhiều. 100 năm sau, tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi, người sang kẻ hèn đều chỉ một mộ phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói, tất cả đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ,
gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng, khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được, nên đừng vội đắc ý. Hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút để tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Đời người có 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua, con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hành, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Ngón tay dù bị bẩn cũng không thể cắt bỏ đi. Nón đội không vừa, không cần chỉnh lại kích thước của đầu. Cánh cửa này khép lại, tự nhiên sẽ có khung trời khác mở ra. Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không mà thôi. Khi cảm thấy khổ đau, đầu tiên cần phải phá bỏ là sự cố chấp. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ hay không mà thôi. Nhân sinh một đời, người ta làm mọi thứ chỉ để có nhà cao cửa rộng. Thực tế chỉ cần một mái lều tranh cùng băng ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống đã có thể tận hưởng niềm vui của sự thanh nhàn. Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường
điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, đó là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết. Tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu, một câu tốt lành lại sanh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong không hối hận. Ai cũng có sở trường sở đoản, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm người khác rồi ngưỡng mộ, ganh tị, chỉ bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chỉ bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc, xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Ở đời đôi khi bị người khác xem thường chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc chỉ cần nhờ là bạn giúp. Đồ vật chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua. Tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu. Chịu thiệt thòi cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai xử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng,
lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng, sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật
không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự nồng ấm cho người đối diện. Quen biết rất nhiều nhưng thật sự giúp đỡ bạn được mấy người? Không cần biết người thân nhiều hay ít, hãy xem khi bạn gặp khó khăn có bao nhiêu người nhìn thấy bạn. Những người cùng bạn ăn uống mỗi ngày khi có việc cũng không chắc sẽ giúp đỡ bạn đâu. Bạn bè cần chất lượng, không quan trọng số lượng. Như khoai tây, dù chất đầy xe cũng không thể sánh với một viên ngọc sáng. Tôi có một cái bánh, nếu chia bạn phân nửa là tình bạn. Nếu chỉ ăn một miếng rồi nhường hết cho bạn là tình yêu. Nếu dành trọn cho bạn là tình mẹ. Còn như giấu đi rồi nói với bạn rằng mình đang đói là tình đời. Đàn ông nghèo khó một lần sẽ nhìn thấy người thật sự yêu thương mình. Phụ nữ xấu xí một lần mới nhận ra ai là người không bao giờ bỏ rơi bạn. Cuộc đời khốn đốn một lần mới hiểu rõ người hết lòng lo lắng cho ta là ai. Đồng hành là không phải vì giàu có mới đi cùng. Trân trọng là không phải vì xinh đẹp mới quan tâm. Thời gian không thể lưu lại tài sản hay nhan sắc, mà chỉ có thể là sự chân thành. Ngày tháng không thể phát sinh tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấy được lòng người thật giả. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã
nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp, càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Ở đời, không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẩn quẩn không thôi. Thật ra sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu,
thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại. Chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là 1 năm, mới quay lưng đã hết 1 đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận, bẻ bàng. Cả đời nếu chỉ dùng tình cảm để sống, dễ lâm vào bi kịch. Nhưng nếu quá lý trí thì dễ trở thành lố bịch. Không có khúc khuỷu gập ghềnh đâu gọi là chinh phục. Không có phiền não khổ đau sao gọi là cuộc đời. Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên khuôn mặt. Càng không thể hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chi những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toan tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có 2 việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành chỉ còn lại 1 thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân rồi lần lần sửa đổi cũng là một cách tu dưỡng. Đời người lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì 4 biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi
cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích, đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lớn. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi, chưa chắc đã gặp lại. Những gì xuất hiện trong cuộc đời chỉ có thể trải nghiệm mà không thể chiếm hữu. Vì chúng ta chỉ là những lữ khách qua đường, sẽ có ngày phải nói lời vĩnh biệt. Nên những gì qua đi thì bình thản đối diện và mở lòng đón nhận những điều đang đến, vui vẻ. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước. Luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra, phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ lấy nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra, những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đà cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành khoác lác. Đã là cuộc sống thì không thể thiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa.
Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi. Có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn, cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Làm người tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người, tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ là bạn. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát, phải học cách vươn lên. Con người dù lạc quan thế nào cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy chông chênh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm, mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận, cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường, không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi, không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau
cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện, liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt được càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có chỗ bám víu sẽ phải tự rời đi, và chúng ta sẽ được tự tại. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vì tiền bạc đối với ai cũng là không đủ dùng, nên học cách cho đi. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc tốt, là đạo nghĩa. Nếu họ không giúp cũng là chuyện bình thường. Không nên có tâm oán giận vì chẳng ai nợ bạn cả. Hãy luyện cho mình một tinh thần độc lập, kiên cường, lạc quan và hạnh phúc. Vì rốt cuộc cũng chỉ có chính mình mới liên quan trực tiếp tới chuyện sống chết của bản thân. Phải học lấy tính kiên cường. Đừng bao giờ nhìn sự giàu nghèo mà kết bạn. Dù người ta có tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Đừng biến mình thành đầy tớ của kẻ khác. Trên đời có những người dù chỉ có một cái bánh cũng có thể vì bạn mà bẻ làm đôi. Phải học cách nhìn người. Bạn có thể tin tưởng trên đời này vẫn có loại tình yêu trung trinh tiết liệt, nhưng nó chỉ thuộc về Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đại hay Romeo và Juliet, bởi họ đều chết rất sớm. Còn chúng ta lại sống lâu hơn, nên biết cách giữ gìn. Đừng quá cố chấp vào bất kỳ chuyện gì. Thế giới này không phải dành riêng cho bạn. Địa cầu này chẳng phải chỉ vì một mình bạn mà quay. Vì thế, đừng cố bám víu vào những cái đang có. Chúng ta quá lắm cũng chỉ là những lữ khách hồng trần, sanh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang được gì theo đâu. Nên học cách buông xả. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức. Bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phận, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình.
con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì. Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Con người rất đơn giản mà cũng rất đáng sợ. Một tấm lòng lương thiện có thể bao dung hết mọi việc, một trái tim độc ác có thể hãm hại vô số người. Làm người quá tinh quái thì kẻ khác lánh xa, làm việc quá khắt khe dễ khiến người oán thán. Gặp chuyện gì cũng quyết đấu đến cùng, có chút lợi thế thì cố tranh cho bằng hết. Cuối cùng cái mất đi là lòng người, và bản thân cũng trở nên hèn hạ. Cho nên khi đối diện với tiền tài lợi ích, nên khù khờ một chút để không mất hòa khí. Gặp chuyện tính toán nghĩa ân, biết khù khờ một chút sẽ không thẹn với lòng. Lúc tranh danh đoạt lợi, hãy khù khờ một chút để không mệt đầu óc. Nhận tin đồn thất thiệt, cần khù khờ một chút để không nhọc lỗ tai. Con người không ai là hoàn mỹ, mỗi cá nhân có một phong cách khác nhau. Mặc dù có kẻ ngưỡng mộ, có người đố kỵ hay ai đó không cam lòng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người đều hy vọng mình không vướng vào những thị phi giành giật. Người thật sự có trí sẽ không sống quá khôn ranh, suốt ngày mưu toan các kiểu. Họ sẽ khù khờ một chút để giữ sự lương thiện và tránh xa những đấu tranh không có ngày kết thúc. Cuộc đời ngắn ngủi, biết vừa lòng thỏa chí mới thông dong. Cuộc sống bộn bề, biết khù khờ một chút sẽ tự tại. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng, trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay trừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi, như như bất động nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toang cánh cửa chân như bước về.